Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 355 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Chuyện được lấy nguồn trên trang gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Nhắc đến vạn vật đạo tổ, Giang Nam vốn không để vạn vật đạo tổ vào mắt. Thấy gã lấy tiên thiên quyền trượng ra giết đế mẫu nữ quân và đô đế đạo quân như lấy đồ trong túi, hắn liền biết đạo quân chuyển thế này chưa từng dốc hết sức ra. Giờ nghe vạn vật đạo tổ nói là đạo quân thời đại thánh đạo, là sư huynh của thiên y thánh nhân, sống chín kiếp. Mỗi đời luyện cơ thể đến đẳng cấp tiên thiên pháp bảo thì Giang Nam biết vạn vật đạo tổ chưa từng dốc hết sức. Trong lúc tranh giành đinh thiên nguyên thung chí bảo tiên đạo thứ 10, vạn vật đạo tổ cũng không dốc hết sức ra. Mới vừa rồi giết hai đạo quân chuyển thế, đô đế đạo quân và đế mẫu nữ quân, cũng chỉ là tiện tay. Đây là một đối thủ siêu cường đại, trong các đạo quân chuyển thế, vạn vật đạo tổ che giấu là sâu nhất. Vạn vật đạo tổ lắc đầu than thở: "Tuy kiếp trước ta tên vạn vật, thế nhưng không phải vạn vật mà là thập tướng. Kiếp này là lần chuyển thế thứ 9 của ta. Ta cảm giác thần hồn của mình đã đến cực hạn. Lần sau chuyển thế nữa ta sẽ thất bại." Giang Nam gật đầu. 9 lần chuyển thế là cực hạn thần hồn chịu đựng. Thần hồn như dây đàn, chuyển thế một lần là dây đàn căng lên một chút, chuyển thế 9 lần căng dây đến cực hạn. Còn chuyển thế tiếp, dây đàn sẽ đứt, thần hồn tan vỡ, hồn phi phách tán. Nhưng vạn vật đạo tổ chuyển thế 9 lần, 9 kiếp trước đã tu thành đạo quân, còn là đứng đầu đạo quân, luyện cơ thể thành tiên thiên pháp bảo. Thành tựu như thế thật không thể tưởng tượng, làm cho người ta phải trố mắt. Dù vạn vật đạo tổ luyện thân thể kiếp trước thành pháp bảo có mấy cái bị hủy trong tịch diệt kiếp, 9 kiếp trước thì gã vẫn còn vài cái. Số lượng tiên thiên pháp bảo trạng thái đỉnh cao chắc khoảng 7 cái. Một người có 7 tiên thiên pháp bảo là khái niệm gì đây? Vạn vật đạo tổ cường đại không chỉ có thế, gã tu thành đạo quân trong 9 thời đại, là người đứng đầu đạo quân, tất nhiên tinh thông đại đạo của mấy thời đại đó. Kiếp này vạn vật đạo tổ mạnh đến đâu đây? Dường như vạn vật đạo tổ nhìn thấu suy nghĩ của Giang Nam, hắn cười to nói: "Huyền thiên đạo hữu, ta không có nhiều tiên thiên pháp bảo như vậy. Vốn ta có 7 tiên thiên pháp bảo hoàn chính, nhưng khi luận đạo với đế và tôn, ta thua vào tay của họ, buộc phải chuyển thế vào tiên giới. 6 tiên thiên pháp bảo bị đế vật tôn lấy mất rồi." Vạn vật đạo tổ ngước nhìn tiên thiên hỗn nguyên châu treo cao trên đầu, thản nhiên nói: "Đây là luyện từ thân thể thiên tâm thánh sư của ta. Tiên thiên kim long gián luyện từ cơ thể yêu xảo thiên sư. Tiên thiên yểm ma thương luyện từ người tâm ma thiên tôn. Tạo hóa chi môn luyện bằng cơ thể nguyên tổ. Tiên thiên thần đăng luyện từ thân thể thần linh đạo quân. Tiên thiên linh căn luyện từ thân thể trang nghiêm thần tổ. Đế và tôn dùng 8 tiên thiên pháp bảo khai sáng, trong đó có 6 cái là cơ thể của ta." Nỗi lòng Giang Nam rung động. Giang Nam cứ nghĩ đế và tôn để lại 8 tiên thiên pháp bảo là đến từ đạo quân điện, không bao giờ ngờ tất cả bắt nguồn từ vạn vật đạo tổ. Đế và tôn dùng tiên thiên pháp bảo luyện từ cơ thể vạn vật đạo tổ chống đỡ tiên giới, nhân quả lớn lao. Hèn gì vạn vật đạo tổ có thể dành chí bảo tiên đạo đế và tôn để lại cho hậu nhân, cướp đi kim quang chấn đạo đỉnh. Khí vận của vạn vật đạo tổ liên kết với toàn tiên giới, khí vận gia cố, bất cứ chí bảo tiên đạo nào đều có thể bị gã cướp đi. "Tiên thiên quyền trượng này là thân thể của ta, bên trong thể đại chú đạo." Vạn vật đạo tổ cầm tiên thiên quyền trượng mỉm cười nói: "Ta tung hoành 9 thời đại chưa gặp được địch thủ, chỉ khi động độ đế và tôn mới thua trận một lần. Về cảm ngộ ngộ đạo thì ta không bằng bọn họ.
Bây giờ ta gặp Huyền Thiên đạo hữu đây, nên ta rất muốn thử xem sinh linh dân bản xứ tiên giới có thể trưởng thành đến mức nào. Vạn Vật đạo tổ bình tĩnh nói, nếu trong sinh linh dân bản xứ tiên giới không xuất hiện nhân vật nào luận đạo với ta được, thì đế và tôn khiến ta rất thất vọng. Thế giới bọn họ sáng tạo không có một nhân vật nào nổi bật. Tiên giới như vậy không cần tồn tại nữa. Vũ trụ ti tiện nhỏ bé này nên sớm bị hủy diệt là hơn. Vạn Vật đạo tổ cười to nói, Huyền Thiên đạo hữu, nếu ngươi sống sót trong tay ta, tặng đạo dịch tiên thiên hỗn nguyên châu cho ngươi cũng không sao cả. Dù gì đạo dịch này cũng vô dụng với ta. Nếu ngươi không sống được, tương lai ta sẽ tiến thiên giới chôn cùng với ngươi. Giang Nam nghiêm túc thu vạn chú thiên chuông về, chắp tay nói, Vạn Vật đạo huynh mời. Vạn Vật đạo tổ thấy Giang Nam cất vạn chú thiên chuông, gã cũng cất tiên thiên quyền trượng. Vạn Vật đạo tổ nghiêm túc nói, mời. Giang Nam lắc người đi nhanh như sấm chớp, chớp mắt đã đến trước mặt Vạn Vật đạo tổ. Đầu ngón tay sinh ra các đóa sen, hoa sen năm màu nở rộ, đạo uy bất diệt từ đầu ngón tay của Giang Nam bắn lên cao, bộc phát uy lực siêu kinh khủng. Gào! Trong cơ thể Vạn Vật đạo tổ phát ra tiếng rồng ngâm, hai con rồng vàng quay quanh người gã. Rồng thò người ra, giao nhau đâm tới trước. Xoẹt 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 xoẹt. Mười ngón tay của Giang Nam biến thành tiên thiên ngũ sắc liên, bị cắn nát, không thể ngăn cản. Cũng khó trách, Giang Nam chỉ được một phần dấu ấn tiên thiên ngũ sắc liên, lĩnh ngộ đại đạo, tiên thiên bất diệt có hạn. Vạn Vật đạo tổ là sát thủ thứ nhất của tiên thiên kim long giản, nó thậm chí là thân thể kiếp trước đại đạo của gã biến ra. Vạn Vật đạo tổ lĩnh ngộ tiên thiên kim long giản hơn xa bất cứ ai, hắn hơn hẳn đế và tôn. Giang Nam đấu đại thần thông tiên thiên pháp bảo với Vạn Vật đạo tổ, sao thắng nổi đây? Đinh! Quanh người Giang Nam hiện ra hoa văn hình chuông rậm rạp. Hắn sử dụng đại thần thông nguyên trung bảo vệ thân thể. Mũi tên kim long từ hai con kim long giản biến ra, va chạm với dấu ấn nguyên trung, chuông gióng vang không dứt. Vạn Vật đạo tổ há mồm phun, một viên tiên thiên hỗn nguyên châu đập tới, chứa đại đạo tiên thiên bất diệt, thời đại thần đạo. Hạt châu đập vào dấu ấn nguyên trung, làm cho nguyên trung quanh thân Giang Nam vỡ tan. Không phải tiên thiên hỗn nguyên châu mạnh hơn nguyên trung, mà do bên trong nguyên trung của Giang Nam chứa lĩnh ngộ tiên thiên đại đạo, tiên thiên bất diệt có hạn, thua xa Vạn Vật đạo tổ. Lĩnh ngộ sâu đại đạo, tiên thiên bất diệt, thời đại thần đạo. Hai mũi tên kim long bắn tới, Giang Nam lắc người biến thành nguyên tháp. Mũi tên kim long bay tới gần, tiếng xoẹt xoẹt không dứt. Máu phun ra từ người Giang Nam, tuy chưa bị chém eo, thế nhưng cơ thể đã bị thương. Mở! Mười ngón tay của Giang Nam bay múa, trường kiếm đầy trời. Nhất kiếm khai nguyên, kiếm chém rồng vàng. Hai kim long bị xẻ ra, nhất kiếm chém hướng Vạn Vật đạo tổ. Vạn Vật đạo tổ rung mình, đại đạo tuôn ra thành cây thương to, ma khí dày nặng hơn xa Thánh Ma Thiên Tôn. Thương chọc lên chém xuống, đập nát vô số trường kiếm. Cây thương đâm vào trán của Giang Nam. Giang Nam một tay nghênh thương, lòng bàn tay hõm xuống, bốn ngón như bốn chân vạc, lòng bàn tay như nguyên đỉnh, ngón cái nhếch lên tụ tập lực lượng hùng vĩ từ nguyên đỉnh vào đầu ngón cái, va chạm với mũi yểm ma thương. Người Giang Nam run rẩy liên tục thụt lùi, ngón cái bị lưỡi yểm ma thương đâm thủng. Chán Giang Nam bắn ra một luồng tịch diệt kiếp quang, chém vào Vạn Vật đạo tổ. Ta đã trải qua 9 lần tịch diệt kiếp, không xa lạ gì mọi thủ đoạn của tịch diệt đạo nhân. Kiếp quang bình thường làm sao chém ta được đây? Vạn Vật đạo tổ cầm thương xông lên, sau lưng hiện ra ảo ảnh tạo hóa chi môn, thu kiếp quang vào cửa. Thương to tiếp tục đâm xuống, 3000 sợi tóc đen hóa thành tiên thiên linh căn như gốc thần thụ đâm tới. Giang Nam đứng lại, nhìn vô số rễ cành, lá của tiên thiên linh căn đập vào mặt. Yểm ma thương hung mãnh đâm tới, Giang Nam hít sâu, nguyên thủy đại đạo cũng tuôn ra. Nguyên thủy đại la thiên! Tịch diệt đại đạo quay quanh người Giang Nam biến thành một vùng trời nguyên thủy đại la thiên. Tòa nguyên thủy đại la thiên tích lũy cao độ, luyện thành các loại dị tượng, ức vạn thần ma, thần điện, trời trăng sao trong đạo cung đạo quả của Giang Nam đều có trong vùng trời đại la thiên, có cả hồng mông thụ.
rễ, cành, tiên thiên linh căn bị đóng đinh giữa không trung. Yểm ma thương biến ra từ đại đạo của vạn vật đạo tổ, đâm thủng nguyên thủy đại la thiên, thẳng đâm vào trán của Giang Nam. Giang Nam đánh ra nắm đấm chất chứa lực lượng nguyên thủy đại la thiên, chấn động dữ dội truyền đến, yểm ma thương nổ tung. Vạn vật đạo tổ lắc người né cúi đấm, trán bỗng tách ra, tiên thiên thần đăng hiện ra trên trán vạn vật đạo tổ, bất diệt đạo hỏa tuôn ra, lửa đốt nguyên thủy đại la thiên. Vạn vật đạo tổ há mồm phun ra một viên tiên thiên hỗn nguyên châu bay hướng Giang Nam, muốn phá hủy nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam lắc đầu nói: vô dụng thôi, vạn vật đạo tổ, chiều nguyên thủy đại la thiên của ta ngưng tụ đại đạo 17 thời đại tiên sứ, lại cộng thêm tiên đạo, đại đạo 18 thời đại. Giang Nam đứng trong đại la thiên, vươn tay đánh nát tiên thiên hỗn nguyên châu. Giang Nam bình tĩnh nói: nguyên thủy đại la thiên của ta một khi xuất hiện là đứng ở tiên thiên bất bại chi địa, là sát chiêu ta chuẩn bị độ nhân kiếp. Mặc kệ thiên quân, đạo quân tiền sứ tấn công cũng không phá nổi đại la thiên của ta. Ta không ngờ đạo huynh mạnh như vậy, buộc ta sử dụng chiêu này trước tiên. Vạn vật đạo tổ cười phá lên: sao, tiên thiên bất bại chi địa sao? Thế công như bão tố mưa rông, vạn vật đạo tổ từ bốn phương tám hướng công kích tới. Vạn vật đạo tổ cười nói: huyền thiên, ngươi chưa tìm đến bản chất đại đạo tiên thiên bất diệt, làm gì có tư cách nói tiên thiên bất bại đây. Chờ khi ngươi lĩnh ngộ tiên thiên bất diệt trong cảnh giới đạo quân, lại nói đến bất bại đi. Đại đạo tiên thiên bất diệt là đỉnh cao trong đạo quân mới lĩnh ngộ, tiếp xúc được đại đạo đó. Chỉ có lĩnh ngộ đại đạo tiên thiên bất diệt mới luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang, luyện bản thân làm tiên thiên pháp bảo. Đến bước này có thể nói là đứng ở tiên thiên bất bại chi địa. Giang Nam luyện nguyên thủy đại la thiên thành một vùng trời, bao gồm tinh hoa đại đạo 18 thời đại. Trong đại la thiên treo cao các dị tượng tiên thiên pháp bảo. Giang Nam nói hắn là tiên thiên bất bại chi địa, những người khác sẽ khen bảo giáo chủ siêu quá. Thế nhưng với nhân vật nghịch thiên chuyển thế, sống đến mười mấy thời đại như vạn vật đạo tổ, thì Giang Nam đang khoác lác. Hắn đang thổi phồng cho tét mũi. Giang Nam thông qua tiên thiên pháp bảo tiếp xúc đại đạo tiên thiên bất diệt, nhưng hắn còn chưa đến cảnh giới đạo quân. Hiểu biết đại đạo tiên thiên bất diệt chỉ ở mặt ngoài, chỉ biết chút ít về tiên thiên bất diệt linh quang mà dám vỗ ngực bảo tiên thiên bất bại. Cứ cho rằng Giang Nam lĩnh ngộ ra đại đạo tiên thiên bất diệt cũng không dám nói mình làm được tiên thiên bất bại. Nhân vật nghịch thiên như vạn vật đạo tổ, cường giả luyện thân thể chín kiếp thành tiên thiên pháp bảo, luận đạo 300 năm với đế và tôn còn bị thua. Tiên thiên pháp bảo mà vạn vật đạo tổ luyện từ thân thể kiếp trước bị đế và tôn lấy mất 6 cái, tiên thiên bất diệt chỉ là trò cười. Dù luyện thành đại đạo tiên thiên bất diệt cũng chỉ là tương đối tiên thiên bất bại, không thể nào là bất bại được. Vạn vật đạo tổ sâu sắc hiểu điều đó, huống chi Giang Nam chưa luyện thành đại đạo tiên thiên bất diệt. Một vùng trời của Giang Nam lớn cỡ nào đây? Cùng lắm một trượng. Vạn vật đạo tổ bay nhanh quanh mảnh đất, bước ra một bước là một loại đại đạo tiên thiên bất diệt biến thành dị tượng tiên thiên pháp bảo công kích. Có sắc bén bá đạo, có âm mưu quỷ bí, làm cho người ta khó thể đề phòng. Vạn vật đạo tổ muốn phá hoại một vùng trời tiên thiên bất diệt của Giang Nam. Tiên thiên kim long giản, tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên yểm ma thương, tiên thiên linh căn, tạo hóa chi môn, tiên thiên thần đăng, 6 đại đạo tiên thiên bất diệt bộc phát trong tay vạn vật đạo tổ, uy lực Giang Nam chưa từng thấy. Vạn vật đạo tổ là sát thủ 6 tiên thiên pháp bảo này, là người rèn ra chúng nó. Vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ 6 loại đại đạo tiên thiên bất diệt hơn hẳn bất cứ ai, gã thể hiện rõ sức mạnh của mình trong cuộc chiến này. Giang Nam vỗ ngực bảo có nguyên thủy đại la thiên là hắn ra ở tiên thiên bất bại chi địa, thế nhưng giờ bị công kích trước giờ chưa từng có. Tiên thiên kim long giản, tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên yểm ma thương, tiên thiên thần đăng đều có thể xuyên qua nguyên thủy đại la thiên phạm vi hơn trượng, nhưng nguyên thủy đại la thiên bị tiêu trừ bớt, Giang Nam đỡ đòn công kích của vạn vật đạo tổ cũng không quá khó khăn. Giang Nam lĩnh ngộ 17 đại đạo tiền sử, tiên đạo đến trình độ cực cao, bắt kịp đạo quân tiền sử.
lại dùng đại đạo 18 thể đại luyện thành nguyên thủy đại la thiên, luyện ra một vùng trời phòng ngự và công kích đến cực hạn trước giờ chưa từng có. Tồn tại nghịch thiên như vạn vật đạo tổ cũng rất khó mà làm gì được Giang Nam. Giang Nam đọc nhiều sách, trong thư các đạo quân điện được cảm ngộ tích lũy nặng nề. Nếu không có kinh nghiệm trong thư các đạo quân điện, Giang Nam đối diện với vạn vật đạo tổ chắc chắn sẽ bị thua. Không chỉ thế, Giang Nam cắn nuốt luyện hóa đạo dịch uẩn những từ tiên thiên ôn đế quan, lĩnh ngộ đại đạo tiên thiên bất diệt chứa trong tiên thiên ôn đế quan rất nhiều. Tuy không bằng vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ 6 tiên thiên pháp bảo, thế nhưng tiên thiên ôn đế quan không nằm trong 6 pháp bảo kia, uy lực vượt qua 6 tiên thiên pháp bảo tạo ra từ cơ thể vạn vật đạo tổ. Bởi vậy Giang Nam rơi vào thế bị động, không công kích được chiêu nào. Thế nhưng đòn tấn công của vạn vật đạo tổ đánh vào nguyên thủy đại la thiên sẽ bị tiên thiên ôn đế quan luyện hóa cắn nuốt một phần uy lực. Nguyên thủy đại la thiên của Giang Nam bị vạn vật đạo tổ công kích liên tục vỡ ra, tình hình càng lúc càng nguy hiểm. Nhưng nguyên thủy đại la thiên liên tục tự tu sửa, nhờ cắn nuốt luyện hóa một phần đại đạo tiên thiên bất diệt trong thần thông của vạn vật đạo tổ nên nó không ngừng sinh trưởng, càng ổn định hơn, khuếch trương lan tràn. Một tấc, hai tấc, tốc độ khuếch trương của nguyên thủy đại la thiên rất chậm, nhưng mỗi một lần khuếch trương một tấc đại biểu cho tiên thiên bất bại chi địa của Giang Nam càng hoàn thiện hơn, lĩnh ngộ đại đạo tiên thiên bất diệt càng đầy đặn hơn. Giang Nam đang lợi dụng vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ đại đạo tiên thiên bất diệt, hoàn thiện tiên thiên bất bại chi địa của mình. Vạn vật đạo tổ lên tiếng khen: Huyền Thiên giáo chủ, sinh linh mạnh nhất trong dân bản xứ tiên giới, quả nhiên không thể coi thường được. Trong 9 thời đại tiên sứ, ta chưa từng gặp đối thủ nào khó xử như ngươi. Vạn vật đạo tổ đột nhiên thay đổi chiêu thức, biến thành đại đạo tiên thiên bất diệt tiền sử thánh đạo, mênh mông như một quyển tranh thái cực, dùng uy lực thánh đạo trừ khử lực lượng luyện hóa từ tiên thiên ôn đế quan trong nguyên thủy đại la thiên, tiên thiên thái cực đồ. Tiên thiên pháp bảo thứ nhất vạn vật đạo tổ luyện ra, loại đại đạo tiên thiên bất diệt thứ nhất. Vạn vật đạo tổ tung ra chiêu này làm nguyên thủy đại la thiên của Giang Nam không thể hấp thu bất cứ đại đạo nào trong đòn công kích được nữa, không thể luyện hóa công kích của gã để suy yếu thế công. Vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ thánh đạo tiền sử trên cả thiên hy thánh nhân, không uổng là thánh nhân thời đại thánh đạo, chiêu tiên thiên thái cực đồ phá thế nguyên thủy đại la thiên. Không chỉ như thế, vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ sa môn, cự linh, hồn đạo, nhân đạo, thần đạo, yêu đạo, ma đạo, chú đạo, tiên đạo đều nhập vào tiên thiên thái cực đồ. Một kích kia dung hợp đại đạo của thánh đạo, 9 thời đại khác lại dung hợp quán thông, có xu hướng biến thành một loại đại đạo tiên thiên bất diệt. Nhìn từ điểm này thì đã biết giá tâm của vạn vật đạo tổ lớn biết mấy. Vạn vật đạo tổ tích lũy 9 kiếp, vì kiếp này trong tiên đạo dung hợp 10 đời đại đạo bất diệt lại, khiến cho mình siêu thoát, từ đó bất diệt. 9 loại đại đạo tiên thiên bất diệt cộng với tiên đạo chưa luyện đến cảnh giới tiên thiên bất diệt dung hợp trong tiên thiên thái cực đồ, biến thành cá thái cực, một âm một dương bơi lội, chứa lý niệm đại đạo sinh sinh diệt diệt. Đây là một kích mạnh nhất của vạn vật đạo tổ, đại biểu những gì gã học cảm ngộ cả đời. Rất khó tưởng tượng hung thần như vạn vật đạo tổ lại xuất thân từ thời đại thánh đạo, thánh tâm, thiên tâm, thánh nhân giáo hóa vạn linh, là thiên bảo thánh nhân chí cao vô thượng trong thời đại thánh đạo. Trong thời đại chú đạo, vạn vật đạo tổ đồ sát một nửa sinh linh chỉ để nghiệm chứng có thể làm chậm lại tịch diệt kiếp hay không. Tồn tại tà ác như thế lại là thánh nhân, thánh tâm, thiên tâm một thể. Biểu tình của Giang Nam trầm trọng, hai nắm tay siết chặt, nắm đấm trái nghênh đón tiên thiên thái cực đồ xông vào nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam luyện thành một vùng trời nguyên thủy đại la thiên, lần đầu tiên bị công phá dễ dàng làm cho Giang Nam hoảng sợ. Lần này Giang Nam dốc hết lực lượng uy thế ra. Giang Nam đánh ra cú đấm là nguyên thủy mẫu quyền, chỉ có một luồng nguyên thủy chi khí tinh thuần, vứt bỏ mọi thần thông biến đổi, để lại nguyên thủy đại đạo tinh khiết nhất, trả lại bản chất vốn có của nguyên thủy. Cú đấm đánh vào tiên thiên thái cực đồ, quyền lực lại thay đổi thành hình thành dị tượng vũ trụ khai sáng, chém ra hỗn độn
phân liệt huyền hoàng, định âm dương tứ tượng, khai ngũ hành, lục hợp bát hoang, ức vạn ngôi sao ùa vào, vô số sinh linh được tạo ra. Âm nắm đấm của Giang Nam va chạm với Thiên Thiên Thái Cực Đồ, đánh vào một con Thái Cực Ngư, da tay nứt toác, lộ ra xương trắng hếu, xương cốt sắp nứt ra. Người Giang Nam run rẩy, cú đấm khác đánh tiếp, nắm đấm trái trái ngược với Nguyên Thủy Mẫu Quyền. Nó là cú đấm nặng nề tử khí, tịch diệt vạn vật. Đại tịch diệt trở về Nguyên Thủy là Nguyên Thủy Tịch Diệt Quyền. Cú đấm của Giang Nam đánh vào Thái Cực Ngư khác, quyền lực bộc phát tịch diệt vạn vật, vừa đối lập vừa hòa cùng cú đấm trước, đẩy thế thái cực của vạn vật đạo tổ ra. Hai quyền lực đánh vào Thiên Thiên Thái Cực Đồ, đôi tay Giang Nam nổ tung, máu thịt bị chấn cho vỡ nát, tay vặn vẹo, đại đạo bất diệt chứa trong Thiên Thiên Thái Cực Đồ bẻ tay Giang Nam về hai hướng khác nhau. Âm 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 âm. Thiên Thiên Bất Bại Chi Địa kích cỡ một vùng trời của Giang Nam bị nổ nát, Nguyên Thủy Đại La Thiên bị phá. Giang Nam lảo đảo thụt lùi, xương hai tay răng rắc nứt vỡ, xương vụn rơi rớt. Vạn vật đạo tổ khẽ rên, khóe môi tràn máu. Thiên Thiên Thái Cực Đồ hỗn loạn, đột nhiên Thái Cực Đồ tan vỡ, biến thành các dị tượng: Hỗn Nguyên Châu, Yểm Ma Thương, Tiêm Long Giản, Tiên Thiên Thần Đăng, Tạo Hóa Chi Môn, Tiên Thiên Linh Căn, Tiên Thiên Quyền Trượng Công Phạt, tiêu diệt lẫn nhau. Uy năng khủng bố đánh vạn vật đạo tổ bị thương nặng. Tốt, rất tốt. Vạn vật đạo tổ bay ngược ra sau, đụng mạnh vào Tiên Thiên Pháp Bảo, Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu treo cao, dung hợp với nó. Vạn vật đạo tổ xé gió bay đi, cười nói: Huyền Thiên Đạo Hữu, ngươi dùng thế tịch diệt khai nguyên, phá giải Tiên Thiên Thái Cực Đồ của ta, đúng là có vài phần thủ đoạn. Tiên đạo của ta chưa viên mãn, còn chưa luyện thành đại đạo Tiên Thiên Bất Diệt. Tiên Thiên Thái Cực Đồ để lại chút sơ hở, nên bị ngươi phá vỡ được. Hôm nay ta không giết ngươi, chờ khi kiếp số của ngươi đến rồi, ta sẽ tìm ngươi lý luận một phen. Giang Nam ổn định thân thể tàn phá, học ra một búng máu. Giang Nam tiến lên trước một bước, thịt mấp máy trên đôi tay, xương gãy nhanh chóng mọc ra, phục hồi như cũ. Giang Nam ngước lên nhìn, vạn vật đạo tổ điều khiển Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu biến mất sâu trong đường hầm, chỉ để lại một bình ngọc cao cỡ một người. Trong bình ngọc chiết xuất đại đạo Tiên Thiên Bất Diệt, trong Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu thành bất diệt đạo dịch. Vạn vật đạo tổ, một chân vật cực kỳ đáng sợ, nếu hắn lĩnh ngộ ra đại đạo bất diệt tiên đạo, viên mãn đại đạo Tiên Thiên Bất Diệt thì không ai chế ngự được. Người này tà ác, lại có khí độ kinh người, đế và tôn không ra còn ai hàng phục được vạn vật đạo tổ nữa đây. Giang Nam phất tay áo, thu bình ngọc về, ngửa đầu uống đạo dịch, cảm ngộ đại đạo Tiên Thiên Bất Diệt chứa trong đó, hiểu biết về đại đạo Tiên Thiên Bất Diệt trong thời đại thần đạo. Chèn chúc của vào đầu Giang Nam, cao thâm khó dò. Những đại đạo Tiên Thiên Bất Diệt này toàn là lĩnh ngộ của vạn vật đạo tổ đối với đạo bất diệt, Giang Nam chỉ tương đương được một phần hiểu biết. Dù vậy, đối với Giang Nam, đây cũng đã là cơ duyên suốt đời khó gặp. Chỉ dựa vào đạo dịch Tiên Thiên Pháp Báo không để giúp ta lĩnh ngộ đại đạo Tiên Thiên Bất Diệt 18 thời đại được. Trong lúc tranh chấp với vạn vật đạo tổ, có lẽ mấy đạo dịch Tiên Thiên Pháp Bảo khác đã bị cường giả cấp hết đi rồi. Giang Nam nhíu mày, nhờ vào đạo dịch chữa vết thương, Giang Nam bỗng lấy vạn chú thiên trung ra, tiếng chuông ngân vang, không gian trong đạo cung tầng hư không thứ 7 bị hắn phá vỡ, cưỡng ép đánh ra một con đường, một hướng đi khác. Giang Nam bước vào một con đường khác, thân thể thần mẫu đạo quân khổng lồ xúc tu thông với hư không, trên các xúc tu treo tiên nhân, xúc tu cắm vào gáy bọn họ, vô số xúc tu mấp máy phun ra các cục thịt to, trong cục thịt như có sinh linh cựa quậy vậy. Thần mẫu đạo quân đã được đạo dịch trong con đường này, nhờ năng lượng đạo dịch chế tạo cường giả thời đại thần đạo tiền sử. Thân thể kiếp trước của thần mẫu đạo quân siêu khổng lồ như một ngọn núi sắt to lớn, các xúc tu vung vẩy nhiều cỡ mấy trăm vạn, đa số xúc tu xuyên thủng não của một tiên nhân. Bát tiên quân Câu Trần, Hậu Thổ, Trường Sinh thì đứng trên lưng của thần mẫu đạo quân, vòng quanh cơ thể kiếp này của nàng. Sau lưng là Tiên Thiên Pháp Bảo, Tiên Thiên Kim Long Giản. Cơ thể kiếp này của thần mẫu đạo quân có cảnh giới thiên quân, nàng dùng thân thể kiếp trước
sinh sản ra cường giả thời đại thần đạo tiền sử. Chỉ có thân thể kiếp trước mới chế tạo ra sinh linh siêu cường đại. Giang Nam nhìn từ xa, lòng rung động. Trong mấy cơ thể bị treo trên xúc tu, có hai người là giáo chủ. Đó là hai vị thiên quân, đạo quân tiền sử truyền thế, vậy mà cũng bị thần mẫu đạo quân ăn đi. Đương nhiên, thần mẫu đạo quân không thật sự ăn thịt bọn họ. Nàng cắn nuốt thần hồn, nguyên thần, đạo quả, dung nhập bọn họ vào người thành một phần của thần mẫu đạo quân. Thần mẫu này cắn nuốt hai vị đạo quân chuyển thế, cộng với đạo dịch tiên thiên kim long giản, khiến cho thực lực tiến bộ vượt bậc. Xem bộ dáng thần mẫu đạo quân, hiển nhiên đã được một phần quyền khống chế tiên thiên kim long giản. 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo xuất thế, nghĩa là giao một phần quyền khống chế các tiên thiên pháp bảo cho cường giả tiên giới. Đây là cục diện đế vật tôn đã thiết kế, giao một phần quyền khống chế tiên thiên pháp bảo, linh bảo cho cường giả tiên giới, cai quản tiên giới, để tiên giới không đến mức bị một đại thế lực nắm giữ độc quyền. Nếu một nhà độc quyền sẽ hạn chế tiên giới phát triển, trăm nhà đua tiếng, tranh nở mới có lợi cho tiên giới tiến bộ. Tuy nhiên, đế vật tôn cũng không toàn trí toàn năng. Một phần quyền khống chế tiên thiên kim long giản mà rơi vào tay thần mẫu đạo quân sẽ nguy hiểm cho tiên giới nhiều hơn. Bản thân thần mẫu đạo quân siêu mạnh, điều khiển thân thể kiếp trước không thua gì tiên thiên pháp bảo, được một phần quyền khống chế tiên thiên kim long giản càng như hổ mọc thêm cánh. Nếu thần mẫu đạo quân nuốt nhiều cường giả tiên giới, đạo quân chuyển thế hơn nữa sẽ trưởng thành đến trình độ không ai kiểm giữ được. Thần mẫu đạo quân sinh sản cường giả tiền sử cũng rất kinh người. Các quả trứng to sinh ra từ xúc tu tràn ngập đại đạo đẳng cấp tiên quân. Có hai trứng siêu cường đại, trong trứng toát ra đại đạo đẳng cấp tiên quân. Thần mẫu đạo quân định chế tạo ra thiên quân. Đương nhiên, sinh trứng to đẳng cấp tiên quân rất khó khăn với thần mẫu đạo quân hiện tại, cần nhiều năng lượng hơn. Dù thần mẫu đạo quân nuốt đạo dịch ẩn những từ tiên thiên kim long giản cũng khó sinh. Đến nay chưa có trứng to đẳng cấp thiên quân ấp thành công. Giang Nam nhìn một cái, thần mẫu đạo quân muốn sinh trứng to đẳng cấp thiên quân cần mấy năm mới ra một người, hao phí năng lượng rất lớn. Với trạng thái bây giờ của thần mẫu đạo quân, sau khi cắn nuốt thiên quân cường đại, sinh ra hai quả trứng to đẳng cấp thiên quân đã là cực hạn. Sản xuất hàng loạt đẳng cấp, thậm chí chế tạo thân thể thiên quân, thần mẫu đạo quân bây giờ đã rất khủng bố. Thần mẫu đạo quân từ xa thấy Giang Nam thì mắt sáng rực, xúc tu bay múa cuốn hướng hắn. Huyền Thiên giáo chủ, thần mẫu đạo quân cười duyên nói, giáo chủ, từ trước kia thiếp thân đã muốn nếm vị giáo chủ rồi, hay giáo chủ cho thiếp thân nếm thử đi, người ta nếm mùi vị của giáo chủ rồi chắc chắn có thể chế tạo một đống giáo chủ nhỏ. Giang Nam cười cười, lấy vạn chú thiên trung ra, tiếng chuông vang vọng đánh bật các xúc tu. Giang Nam cười nói, thần mẫu ngoan, đừng phá nào. Nàng có một chút thành tựu tu vi đã cản rỡ với ta rồi, chẳng lẽ nàng quên từng chết trong tay ta hay sao? Thần mẫu đạo quân tức giận, hơi kinh rẻ Giang Nam. Thân thể kiếp trước của thần mẫu đạo quân còn đang sinh sản cường giả tiền sử, sao chép thần hồn, nguyên thần, đạo quả của các cường giả, thần đạo, tiên thiên pháp bảo trong cơ thể thành những thân thể mới sinh. Tóm lại, thần mẫu đạo quân không sử dụng thân thể kiếp trước vào lúc này được. Nhưng thần mẫu đạo quân có thể vận dụng tiên thiên kim long giản. Một xúc tu quấn tiên thiên kim long giản đập mạnh vào Giang Nam. Đinh! Tiếng nổ vang lên đứt tai, tiên thiên kim long giản va chạm với vạn chú thiên trung, để cái chuông cách xa đỉnh đầu Giang Nam mấy trăm trượng. Các xúc tu như kiếm bén đâm tới. Uy lực tiên thiên kim long giản hơn vạn chú thiên trung nửa bậc. Thần mẫu đạo quân có được báu vật này, cộng thêm thân thể kiếp trước mạnh mẽ của mình, tương đương với hai tiên thiên pháp bảo, hợp sức công kích. Vì vậy, vạn chú thiên trung trên đầu Giang Nam dễ dàng bị đánh bay, công kích thân thể hắn. Cùng lúc đó, các quả trứng to nứt ra, những thân hình cường đại đứng lên. Đó là các cường giả thời đại thần đạo tiền sử. Mỗi cường giả ngang ngửa với tiên quân, quanh thân tràn ngập đại đạo, thần đạo tiền sử. Có hàng trăm cường giả thần đạo tiền sử đẳng cấp thiên quân bay lên giết hướng Giang Nam. Giang Nam đứng im không động đậy, 10 ngón tung bay, đầu ngón tay búng một cái là một loại đại thần thông tiên thiên pháp bảo bay ra đánh lui các xúc tu. Giang Nam cười nói, thần mẫu, bây giờ nàng đang sinh nở, để tiểu đệ trợ hứng tấu khúc nhạc
cho nàng được không? Giang Nam bay lên cao, đại đạo quanh thân biến thành tế đàn, là hình dạng chú đạo thiên đàn. Tuy đây không phải chú đạo thiên đàn thật sự, là thiên đàn tạo ra từ pháp lực, thế nhưng giống chú đạo thiên đàn thật y như đúc vậy, uy lực thì kém hơn rất nhiều. Giang Nam đứng trên tế đàn, tóc dài xõa vai, chân đạp cương đấu. Vạn chú thiên trung bay tới, Giang Nam bước ra một bước vỗ chuông. Vạn chú thiên trung phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong chú đạo thiên đàn, Giang Nam như người say, liên tục vỗ trưởng vào vạn chú thiên trung. Uy lực vạn chú thiên trung bị pháp lực của Giang Nam và uy thế chú đạo thiên đàn kích phát. Uy lực chú đạo kỳ lạ cùng với sóng âm tấn công thần mẫu đạo quân. Thần mẫu đạo quân không sợ, các xúc tu bay múa tiếp tục công kích Giang Nam, như không cảm giác đại thần thông chú sát của hắn vậy. Nhưng các cường giả thần đạo tiền sử định xông lên vây công Giang Nam, chưa tới gần bỗng vang tiếng nổ đứt tai. Một cường giả tiên sử thần đạo đẳng cấp tiên quân nổ tung, máu thành nước lũ tuôn ra như dòng sông. Giang Nam di chuyển nhanh trên tế đàn, chú đạo thiên đàn bay lên né tránh xúc tu công kích, mơ hồ xoay quanh cơ thể to lớn không gì sánh bằng của thần mẫu đạo quân. Giang Nam liên tục vỗ vào vạn chú thiên trung, các cường giả tiên sử thần đạo lần lượt nổ, cơ thể thành máu ngưng tụ trong không trung, hình thành dòng sông chú đạo. Sông máu chú đạo càng lúc càng khổng lồ, ngưng tụ lực lượng chú đạo càng mạnh mẽ hơn. Xoẹt 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 xoẹt. Các huyết vụ bay ra khỏi sông máu như xúc tu lao hướng mấy quả trứng thần mẫu đạo quân sinh sản. Các quả trứng to bị huyết vụ như xúc tu xuyên thủng nhấc lên. Các xúc tu màu đỏ mấp máy cắn nuốt năng lượng từ quả trứng. Các quả trứng to nứt ra, mấy cường giả tiên sử thần đạo mới sinh hô tay chân bị treo trên xúc tu đỏ. Đây là tuyệt học của vạn chú đạo quân, gã từng dựa vào thủ đoạn này bắt hết tiên vương tiên giới trong vạn chú địa cung. Bây giờ Giang Nam hoàn toàn thi triển tuyệt học này. Cùng lúc đó, Giang Nam đứng trên chú đạo thiên đàn vẫn vỗ vạn chú thiên trung. Uy lực thiên đàn và thiên trung hỗ trợ lẫn nhau, tiếng chuông là chú đạo, sóng âm trùng kích là chú sát. Vạn chú đạo quân là cường giả trong thời đại chú đạo, mất mười mấy ức năm mới chế tạo ra chú đạo thiên đàn, mong dựa vào nó độ qua tịch diệt kiếp. Nên giữa chú đạo thiên đàn và tiên thiên pháp bảo vạn chú thiên trung có công hiệu hỗ trợ lẫn nhau, tăng mạnh uy lực. Tiếc rằng vạn chú đạo quân nhát gan, đầu tiên bị vạn vật đạo tổ giết đi một nửa uy lực chú đạo. Sau này tịch diệt kiếp bộc phát ra, tịch diệt đạo nhân lao vào chú đạo thiên đàn. Vạn chú đạo quân không dám ngăn cản, mang theo nam nhân trung niên bỏ trốn, thiếu sức mạnh kết hợp chú đạo thiên đàn và vạn chú thiên trung. Hiện giờ Giang Nam dùng đại đạo pháp lực biến thành chú đạo thiên đàn, không thể phát huy hết sức mạnh thiên đàn và thiên trung được, thế nhưng uy lực vẫn cường đại đến nỗi đáng sợ. Bát tiên quân Câu Trần, Hậu Thổ, Trường Sinh bên cạnh thần mẫu đạo quân lần lượt bị nổ tung. Trong khoảnh khắc, năm tiên quân chết đi biến thành dòng sông máu nhập vào con sông lớn. Sông càng ngày càng lớn, càng lúc càng mạnh mẽ. Không chỉ như thế, thần thông chú sát của Giang Nam xâm nhập vào xúc tu, vào hai quả trứng to thiên quân chưa xuất thế, chú giết hai tiên quân chưa ra đời. Thần mẫu đạo quân hét chói tai, ngửa đầu phun ra một tia sáng bắn vào tiên thiên kim long giản. Tiên thiên kim long giản đột nhiên biến đổi thành một con tiên thiên kim long. Tiếng nổ vang lên, tiếng rồng ngâm chấn động hư không, chấn vỡ chú đạo thiên đàn do đại đạo của Giang Nam biến ra. Bùm 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 bùm. Tiên thiên kim long giơ vuốt tóm sông máu vung mạnh, dòng sông đứt từng khúc, nổ tung bốc hơi bên trong không trung. Rồng vàng vẫy đuôi quét mạnh vào Giang Nam, hắn cười to bay ra sau. Vạn chú thiên trung theo sát, Giang Nam liên tục vỗ trưởng vào vạn chú thiên trung. Tiếng chuông vang vẳng không dứt công kích hai quả trứng thiên quân chưa xuất thế. Trán của thần mẫu đạo quân toát ra mồ hôi lạnh, mấy trăm vạn xúc tu giật giật hất mấy cái xác tiên quân xuống. Vô số xúc tu chống mặt đất, cơ thể khổng lồ dựng lên che chở hai quả trứng thiên quân. Thần mẫu đạo quân cắm đầu bỏ chạy. Ầm 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 ầm. Cơ thể to lớn không gì sánh bằng của thần mẫu đạo quân đụng vỡ hư không, xúc tu tung bay liền chui vào. Giang Nam vác vạn chú thiên trung lao qua, mới xông vào hư không bị xé rách kia, chợt thấy ánh sáng vàng chói mắt, tiên thiên kim long giản hung tợn đập vào mặt. Giang Nam vội giơ vạn chú thiên trung lên đỡ. Đinh một tiếng,
Giang Nam bị đánh bay ra khỏi hư không. Hắn lại quay vào hư không đó, thần máu đạo quân và tiên thiên kim long giản đều đã biến mất. Nếu thần mẫu sinh ra hai quả trứng thiên quân, sao chép thần hồn, nguyên thần, đạo quả, đạo quân vào hai thân xác thì như có hai thiên quân trợ giúp rồi. Giang Nam truy sát, tìm kiếm vị trí của thần mẫu đạo quân. Giang Nam thầm nghĩ, nếu nàng chế tạo thêm mấy đạo quân, sợ là đủ sức hoành hành tiên giới. Cắn nuốt đạo quân chuyển thế, thiên quân tiên giới không còn là địch thủ. Tốc độ của thần mẫu đạo quân rất nhanh, dù trong ngư không, hai đạo cung vẫn như cá gặp nước. Giang Nam chỉ bị thần mẫu đạo quân chặn lại có một giây, thế nhưng đã không thấy bóng dáng của nàng đâu nữa. Giang Nam đặt chân vào con đường tạo hóa chi môn mở ra, đi thông với hai đạo cung. Đôi mắt nhìn thấy, chỉ thấy nơi này đầy là dấu vết. Tình huống sát phạt, khắp nơi là núi to ngã đổ, sông lớn vỡ nát. Pháp bảo rải đầy mặt đất và không trung, nhiều xác chết cường giả nằm la liệt. Có tồn tại đẳng cấp thiên quân chiến đấu tại đây, là đại chiến tiên nhân quy mô lớn, chắc xuất động cỡ trăm vạn tiên nhân. Là nhóm quân nhi vào đường này sao? Giang Nam nhìn bốn phía, thấy dấu vết hỗn nguyên thiên tán để lại. Có trận đồ nguyên đỉnh hắn ban cho quân đạo nhân, vô số tiên nhân huyền châu tọa chấn trong trận đồ, để lại dấu vết uy lực trận đồ. Giang Nam nhíu mày nói, tiên nhân huyền châu tử thương khá nhiều, xem ra đối thủ rất mạnh. Giang Nam nhìn một đống xác tiên nhân huyền châu, đại quân huyền châu đa số ký thác đạo quả vào tiên thiên tiên vực. Trong cuộc chiến tranh giành hai đạo cung lần này, huyền châu mang đi hết tiên thiên tiên vực để tiên nhân ký thác đạo quả trong đó tùy thời mà sống lại. Trận chiến này có nhiều tiên nhân chết đi, chứng minh đối thủ của quân đạo nhân có pháp bảo kỳ lạ hoặc năng lực phá giải tiên thiên tiên vực. Tiên thiên tiên vực huyền châu lấy từ tầng hư không thứ 5, có hơn 10 cái, toàn là tiên thiên tiên vực hoàn chỉnh, lực phòng ngự rất mạnh. Báu vật thiên quân cũng đừng mơ tưởng công phá tiên thiên tiên vực này, bị thương đạo quả ký thác trong tiên vực được. Trận đại chiến này ít nhất 10 vạn tiên nhân huyền châu chết đi, chứng minh đối phương sử dụng vô cùng cường đại. Xuyên thấu tiên vực giết đạo quả. Là đại diễn cổ thần, thiên nguyên thần tổ, thống lĩnh đại quân hỗn độn cổ thần, có đám quỷ nhung đạo quân. Giang Nam nhìn dấu vết chiến đấu, hắn liền nhíu mày. Trong thiên địa này còn xuất lại dư âm thần thông, uy lực pháp bảo bộc phát năng lượng. Giang Nam phất tay áo, nhẹ nhàng xẹt qua trước mặt, ống tay áo bao phủ không gian ức dặm. Xẹt 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 xẹt, không gian đằng trước hiện ra vô số ảo ảnh, các tiên nhân cổ thần sống động đứng giữa không trung. Có người ẩn những thần thông, có người giơ pháp bảo, có người bày trận, có người vung tay gào giống, có người trúng chiêu lộ ra vẻ mặt đau đớn, có người sắp thân tử đạo tiêu ánh mắt sợ hãi. Những hình ảnh khác nhau ghi lại chuyện xảy ra trên chiến trường hiện ra trước mắt Giang Nam. Giang Nam dùng pháp lực vô cùng hùng hậu bắt giữ tinh khí dư âm thần thông để lại trong chiến đấu, tái hiện cảnh tượng kịch liệt nhất. Giang Nam xem xét kỹ, đại trận nguyên đỉnh hiện ra, trong đỉnh núi tiên cao ngất, ao tiên gợn sóng, tiên vực quay quanh. Ở bên trên, quân đạo nhân lấy hỗn nguyên thiên tán ra, bao phủ miệng đỉnh, tạo giang sơn vững chắc một mảnh, không gì phá nổi đại trận. Giang Nam gật gù, trên có chí bảo tiên đạo hỗn nguyên thiên tán, dưới có đại trận nguyên đỉnh. Đổi lại là Giang Nam điều khiển, đại quân này cũng chỉ đến thế là cùng. Quân đạo nhân vận dụng trận pháp, không có sơ hở gì. Vậy thì tại sao quá nhiều tiên nhân huyền châu chết đi như vậy? Giang Nam nhìn đại quân hỗn độn của thần, đại quân giáo môn khác chiến đấu với quân đạo nhân. Giang Nam thở dài, đã hiểu lý do quân đạo nhân thua thảm. Quỷ nhung đạo quân và một đạo quân chuyển thế khác hợp sức với Ma Kha thiên quân, thiên nguyên thần tổ. Hai đại giáo cộng với hai đại quân hỗn độn của thần cùng công phạt đại trận nguyên đỉnh. Về số lượng, tiên nhân đã hơn xa đại quân do quân đạo nhân thống lĩnh. Giang Nam thở một hơi, dòng khí tuôn ra rơi vào liên quân quỷ đạo nhân. Thiên nguyên thần tổ thoáng chốc mấy pháp bảo siêu cường đại cũng hiện ra. Con mắt thứ ba của quỷ nhung đạo quân bắn ra thần quang xuyên thủng đại trận nguyên đỉnh. Một đạo quân chuyển thế khác lấy thân thể kiếp trước của mình ra, mạnh mẽ công kích đại trận nguyên đỉnh, cảnh tượng rung động hồn người. Nhưng đây chưa phải là công kích mạnh nhất. Ma Kha thiên quân tấn công càng mạnh mẽ,
gã lấy đạo quả bất không ra đánh vào Hỗn Nguyên Thiên Tán, mở một lỗ hổng phòng ngự. Sát chiêu kéo đến, Giang Nam thấy chính giữa đại trận liên quan Thiên Nguyên Thần Tổ vóc dáng thấp lùn, bỗng biến khổng lồ, dương hỗn độn thiên cung bắn vào khe hở mà đám người Quỷ Nhung đạo nhân, Ma Kha Thiên Quân đã mở. Hỗn độn thiên cung bay vào các tiên thiên tiên vực. Đây chính là lý do đại quân Huyền Châu thua thảm, bỏ lại xác chết hơn 10 vạn tiên nhân, đạo quả cũng không trốn khỏi. Bản thân Hỗn Độn Thiên Cung là tiên thiên pháp bảo, báu vật chấn tộc của Bất Không đạo nhân để lại cho tộc Hỗn Độn cổ thần, chuyên môn bắn chết đạo quả. Mũi tên chuyên môn đối phó với đạo quả ký thác trong tiên thiên tiên vực, có thể tưởng tượng hậu quả là thế nào. Đám người Quỷ Nhung đạo quân hợp tác với Ma Kha Thiên Quân là vì Ma Kha khuyên nhủ bọn họ chuyển thế tiên giới, có tình cảm không tệ. Có tình cảm này, Ma Kha hợp tác cùng bọn họ đối phó Quân Nhi không khó khăn gì. Mặt Giang Nam không biểu tình, lại phất tay áo. Cảnh tượng trong chiến trường thay đổi. Quân đạo nhân từ bỏ tranh giành tạo hóa chi môn, dẫn đại quân Huyền Châu rút lui, vừa lùi vừa phòng thủ. Đám người Ma Kha Thiên Quân, Thiên Nguyên Thần Tổ, Quỷ Nhung đạo quân truy sát. Lúc này một đại quân khác lao ra cứu nhóm quân đạo nhân. Đại quân này là Đại La Thiên Quân do nhóm đạo vương Giang Tuyết, Tịch Cứng Tỉnh thống lĩnh. Giang Nam xem đến đây thì vận chuyển vạn chú thiên trung phá hư không, cất bước đi đến. Có Đại La Thiên Quân giúp đỡ, đám người quân đạo nhân sẽ không gặp nguy hiểm. Nhóm Ma Kha Thiên Quân dù giành tạo hóa chi môn cũng không làm gì được bọn họ. Giang Nam đi con đường tiếp theo là con đường tiên thiên linh căn mở ra. Nhóm Băng Liên Thánh Mẫu bị Ngạn Nương Nương dẫn đại quân vào đây. Giang Nam nhìn bốn phía liền thở phào. Giang Nam thấy dấu vết đám Cản Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân để lại. Tiên thiên linh căn rơi vào tay Cản Nguyên Tiên Đế, đạo dịch linh căn thuộc về Bỉ Ngạn Nương Nương. Rốt cuộc Huyền Châu ta cũng có thu hoạch rồi. Giang Nam cũng yên lòng. Tiếp theo bước lên một con đường khác. Đây là đường Yểm Ma Thương mở. Kế Đô Ma Tổ đi đường này. Thực lực của Kế Đô Ma Tổ và La Hầu La là ngang nhau, điều khiển Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ. Trận đồ này là chí bảo tiên đạo, vũ khí sát phạt số 1 trong 10 chí bảo tiên đạo. Khi vận dụng trận đồ thì 3000 cánh cửa xuất quỷ nhập thần. Trong chỗ này đàn tiên chiến đấu quy mô lớn thì không ai đấu lại Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ nổi. Nhưng Giang Nam thấy Kế Đô Ma Tổ đánh nhau với hai đạo quân tiền sử siêu mạnh là Vô Tà Đạo Quân và Thiên Hoang Đạo Quân, còn có Yêu Môn Đại Giáo do hai người sáng lập, thêm hai đạo quân chuyển thế, hai đại giáo khác tham gia. Giang Nam làm theo cách cũ, nhờ vào tinh khí dư âm thần thông sót lại khi mọi người chiến đấu, tái hiện lại cảnh tượng. Hắn nhíu chặt mày. Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân hợp thể biến thành Huyền Vũ Đạo Quân. Kế Đô Ma Tổ không giành Tiên Thiên Yểm Ma Thương được, Kế Đô chỉ lấy đạo dịch, còn Tiên Thiên Yểm Ma Thương rơi vào tay Huyền Vũ Đạo Quân. Con đường tiếp theo là Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên mở. Hồng đạo nhân dẫn đại quân vào con đường này. Giang Nam phát hiện hơi thở Càn Nguyên Tiên Đế, Linh Nữ, Đại Diễn Cổ Thần, Khổ Hạnh Thiên Tôn, Hậu Tôn Đạo Quân lòng thiết chặt lại. Nhưng trong đó có hơi thở Mông Tốn Thái Tử, Tử Hạm Tiên Hậu. Giang Nam thở phào. Có hai đạo quân chuyển thế giúp đỡ, Hồng đạo nhân hoàn toàn có thể tranh một phen với Càn Nguyên Tiên Đế, Linh Nữ, Đại Diễn Cổ Thần, Khổ Hạnh Thiên Tôn, Hậu Tôn Đạo Quân. Giang Nam xem xét kỹ kết quả chiến đấu. Hồng đạo nhân giành được đạo dịch Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên, cùng Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử cướp quyền khống chế Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên. Linh Nữ, Đại Diễn Cổ Thần không dây dưa mà lao sâu vào hai đạo cung. Khổ Hạnh Thiên Tôn, Hậu Tôn Đạo Quân không quá mức, đánh một lúc thấy không cướp được Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên thì cũng bỏ đi. Càn Nguyên Tiên Đế không tranh chấp mà giao lưu với Mông Tốn Thái Tử. Mục đích của Linh Nữ, Đại Diễn không vì giành Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên mà là nguyên chung, vì thế sẽ không liều mạng. Còn Khổ Hạnh để lại chút tình cảm. Càn Nguyên Tiên Đế đơn độc một mình, trong 8 tiên thiên pháp bảo có Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên, Tiên Thiên Linh Căn, Tiên Thiên Ôn Đế Quan rơi vào tay phe ta. Giang Nam đi vào con đường cuối cùng, đường này là Tiên Thiên Thần Đăng mở. Mới bước vào, Giang Nam nhíu chặt mày. Huyết khí, có huyết khí vô cùng đậm đặc truyền ra từ con đường này. Huyết tổ sao? Tim Giang Nam rất kế bịch. Hắn nhìn con đường này sạch sẽ, không có xác chết, không dấu vết chiến đấu nào để lại cả.
Bất cứ dư âm chiến đấu, thần thông, pháp bảo dường như bị cái mồm to nuốt sạch, không chừa cả màu xương. Nơi này chỉ có dấu vết, vết máu đọng lại ở dưới đất, mùi máu cực kỳ đậm đặc. Huyết tổ vào con đường tiên thiên thần đang mở, ăn sạch mọi người trong này, nuốt luôn đạo dịch, được một phần quyền điều khiển tiên thiên thần đăng. Đạo quân chuyển thế đi vào con đường này, sợ là không ai trốn thoát được, bị huyết tổ nuốt đi thành chất dinh dưỡng cho nó. Huyết tổ ăn bọn họ là được đại đạo, tu vi của họ, thực lực tiến bộ kinh khủng, cộng với uy lực tiên thiên thần đăng. Giang Nam dùng mình nhỏ giọng nói: Thần mẫu, vạn vật, huyết tổ, mấy kẻ hung thần ác sát nhảy ra cướp quyền khống chế tiên thiên pháp bảo. Đế và Tôn, mở hai đạo cung, bọn họ sẽ kiểm soát được tình hình hay sao? Giang Nam thở hắt ra, vạn vật đạo tổ là kẻ cuồng giết người, sinh mạng của ai đều không có ý nghĩa gì với gã, đó đơn giản là con số để thí nghiệm. Thần mẫu đạo quân cuồng thu gom thần hồn và sao chép lại, muốn nuốt cả đạo quân để sao chép. Huyết tổ thích cắn nuốt, muốn ăn mọi thứ có thể ăn. Hai đạo cung mở ra, chỉ vòng ngoài đạo cung đã khiến ba hung thần như hổ thêm cánh, tăng mạnh thực lực cho bọn họ. Chờ đi vào hai đạo cung, thần mẫu đạo quân, vạn vật đạo tổ, huyết tổ càng tung hoành vô địch. Đi tìm huyết tổ trước vậy. Giang Nam lần theo hơi thở của huyết tổ, cảm ứng kỹ càng. Hơi thở huyết tổ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, trên đường đi chắc đã nuốt một số cường giả đẳng cấp tiên nhân, tiên vương, tiên quân, thực lực từ từ phục hồi, gần đến đạo quân. Sao? Con đường này còn có người không bị huyết tổ ăn sao? Huyết tổ vội lao tới trước, chắc vì muốn ăn người đó rồi. Giang Nam cảm ứng hơi thở của người khác, là một cường giả đẳng cấp thiên quân, khá quen thuộc. Là Trọng Quang Thiên Quân sao? Tên này chạy rất nhanh, huyết tổ cũng bắt hụt sao? Giang Nam lên tinh thần, tăng tốc chạy tới trước. Không lâu sau, phía trước màu đỏ ngập trời, các con mắt to chảy rộng hư không hiện ra trong huyết vụ. Huyết tổ đuổi kịp Trọng Quang Thiên Quân, thế nhưng không xuống tay. Các con mắt xanh mượt mà lộ ra vẻ kinh rè. Trọng Quang Thiên Quân không đánh nhau, rất nghe ngại nhìn chằm chằm đằng trước. Giang Nam cũng nhìn đằng trước, có vô số pho tượng đứng thẳng, cao lớn như núi. Phương xa có nguyên trung lơ lửng, tiếng đinh đang vang vọng chúng sinh. Bề ngoài bằng đá của các pho tượng to bị tiếng chuông chấn động rơi xuống, lộ ra bên trong dữ tợn. Trọng Quang Thiên Quân liếc thấy Giang Nam thì mừng rỡ, vội chạy tới. Huyền Thiên Giáo Chủ! Huyết tổ quay đầu nhìn Giang Nam, mắt bắn ra tia sáng hung ác, há mồm phun tiên thiên thần đăng bay ra. Huyết tổ nhe răng cười: Huyền Thiên tiểu quý, ngươi định cướp lương thực của ta sao? Vạn chú thiên trung bay lên từ tay Giang Nam, lơ lửng trên đầu hắn. Giang Nam lạnh lùng cười: Huyết tổ, đúng là thực lực của ngươi mạnh hơn lúc trước rất nhiều, nhưng ta cũng có cách xử ngươi. Hai người từ xa giằng co, huyết tổ do dự nhìn nguyên trung to lớn không gì sánh bằng treo cao giữa không trung, lại ngó vạn chú thiên trung của Giang Nam, không lao lên giết hắn ngay. Mấy con mắt to lăn lộn trên lưng huyết tổ, hắn thầm nghĩ: Ta bị tiên đạo bài xích, tiên thiên pháp bảo tiên giới nhiều lần giết ta, bây giờ nguyên trung treo cao ở đây, nếu ta đánh nhau với Huyền Thiên e rằng sẽ bị nguyên trung giết đi. Ta cướp tiên thiên thần đăng, giờ chỉ chiếm được một phần quyền khống chế, không biết khi nào ngọn đèn này sẽ tạo phản cắn ngược lại ta. Điều quan trọng bây giờ là ăn ngọn đèn này, luyện hóa nó trước vậy. Chờ hoàn toàn tiêu hóa tiên thiên thần đăng là thực lực của ta sẽ phục hồi đến trạng thái đỉnh cao, không sợ nguyên trung kia nữa. Khi đó muốn ăn Huyền Thiên lúc nào mà chẳng được đấy. Trọng Quang Thiên Quân chạy tới bên cạnh Giang Nam. Giang Nam chào nói: Xin chào Trọng Quang đạo hữu. Hai người trò chuyện, Trọng Quang Thiên Quân ngước nhìn huyết tổ trong không trung, khẽ thở dài: Giáo chủ, ta vốn nghĩ chứng đạo thiên quân là có thể tiêu dao tự tái, chẳng ngờ được rằng thiên quân cũng không là gì, vẫn bị đánh cho cắm đầu cắm cổ mà chạy. Trọng Quang Thiên Quân có chút thổn thức, chứng đạo thiên quân là giấc mơ cả đời của gã. Trọng Quang Thiên Quân từng mơ về đạo quân, thế nhưng cảm thấy nội tình, tài trí của mình cỡ thiên quân đã là cực hạn. Trọng Quang Thiên Quân đoạt xá Tùng Nguyên, trọng sinh quay về, rứt cuộc cắt đứt nhân quả, thành công hợp đạo, chứng đạo thiên quân. Thế nhưng sau khi chứng đạo thiên quân, Trọng Quang Thiên Quân gặp nhiều đạo quân tiền sử,
cũng chứng đạo thiên quân. Đạo quân tiền sử chuyển thế, vô địch hay tài trí đều hơn xa Trọng Quang, thực lực mạnh hơn gã rất nhiều. Trọng Quang đi vào con đường tiên tiên thần đăng mở ra càng bị huyết tổ truy sát. Trọng Quang thiên quân thậm chí không có can đảm đánh nhau với huyết tổ, co giò chạy ngay, may mắn giữ được mạng sống. Giang Nam đồng tình nói: nếu là thời đại xa xưa đi, có thể nói thiên quân là cường giả đếm trên đầu ngón tay, 50-60 ức năm. Nhìn chung một thời đại thì đạo quân rất hiếm hoi. Người nắm giữ thiên địa này là hợp đạo thiên quân. Nhưng thời đại tiên đạo là thời đại lớn, hiếm có từ nguyên đạo đến nay. Tụ tập đạo quân tất cả thời đại, từ nguyên đạo đến hiện tại. Các đời đạo quân tụ tập vào đời này, thiên quân là bi kịch. Trọng Quang thiên quân gật gù, bất đắc dĩ nói: giáo chủ nói ác quá, thế nhưng đúng là sự thật. Những thiên quân sinh trưởng trong tiên giới như chúng ta thật đúng là bi kịch mà. Ánh sáng hoàn toàn bị che lấp đi, không có chút gì bắt mắt cả. Giang Nam lắc đầu cười to, hào khí ngất trời nói: đạo hữu, đây cũng là thời đại mà những sinh linh như ngươi và ta sinh trưởng trong tiên giới may mắn nhất ta. Trọng Quang thiên quân khó hiểu: có thể sống chung một thời đại với nhiều đạo quân, nhiều cường giả tuyệt đại tung hoành các thời đại, chứng kiến những cường giả huy hoàng sống qua thời đại tiền sử, tranh hùng chiến đấu với bọn họ, giết bọn họ. Mắt Giang Nam càng ngày càng sáng, hắn cười to nói: thời thế hiện nay, trăm nhà đua tiếng, trăm tàu tranh nhau chèo. Nam nhi ta đây nên vượt qua nghịch cảnh, hùng cứ đỉnh thời đại, khiến đạo quân tiền sử chứng kiến cường giả tung hoành 18 thời đại, báu vật vô địch vùng lên. Đây là may mắn, siêu may mắn à. Trọng Quang thiên quân kinh ngạc, lắp bắp nói không ra lời. Chốc lát sau, Trọng Quang thiên quân nói: đánh chết bọn họ. Giáo chủ, trong thiên hạ chỉ có thần như giáo chủ mới dám nói câu đó thôi. Giang Nam lắc đầu nói: khá nhiều người chung ý tưởng với ta, trong đạo quân tiền sử không thiếu người kinh tài tuyệt diễm đâu. Trong đầu Giang Nam hiện ra khuôn mặt đám người Vạn Vật Đạo Tổ, Khổ Hạnh Thiên Tôn. Giang Nam thầm nghĩ: những người này chỉ là còn con, tối đa giành được một góc trời. Người oai phong một cõi phải là tồn tại đạo quân điện, đế và tôn bất không kìa. Ở phía trước, hòn đá trên người pho tượng lăn xuống, lộ ra thân hình vạm vỡ, biến thành các sinh linh sống động, cực kỳ cường đại, quanh thân tràn ngập tiên đạo tinh thuần nhất. Làm cho Giang Nam, Trọng Quang thiên quân giật mình là những pho tượng sống lại đều là đẳng cấp tiên quân. Bên trong cơ thể của bọn họ tràn ngập tiên đạo tinh thuần đến đáng sợ. Trọng Quang thiên quân lấy tiên đạo lập nghiệp, tu thành thiên quân, so sánh với mấy pho tượng sinh linh đều kém hơn về độ tinh thuần. Hung thần như huyết tổ thấy cảnh tượng này, da đầu cũng tê dại, lắc người, thu nhỏ bản thể thành quái nhân không mặt, không mũi, không tai, khuôn mặt chỉ có cái miệng to, vẫn cao 10 trượng. Quái nhân xoay người, đưa lưng hướng các pho tượng, các hàng con mắt lăn long lốc, nhìn chằm chằm vào đám sinh linh kỳ lạ sống lại. Những pho tượng sống lại như sinh linh rồi lại không giống sinh linh, huyết tổ không nhận ra lai lịch thứ kỳ lạ này. Đinh một tiếng, nguyên trung chấn động, mặt đất rung lắc bần bật. Một tòa thành trì to lớn nhô lên, đặt các sinh linh sống lại vào trong đó. Các sinh linh ở trong thành lớn dường như sống quen thuộc mọi thứ trong thành, đi tới đi lui, trộn rộn nhốn nháo, như thể lâu nay luôn sống trong thành vậy. Mắt huyết tổ lóe tia hung ác, nâng tiên thiên thần đăng lên đỉnh đầu, ẩn trong huyết vụ. Huyết tổ hăm hở định lao vào thành cắn nuốt các sinh linh, nhưng nó bỗng dừng bước lại. Trăm vạn sinh linh biến ra từ pho tượng trong thành, toát ra khí thế cường đại. Lại có 9 khí thế như thiên quân bắn lên cao. 9 pho tượng chính giữa thành cũng sống lại. 9 thiên quân cộng thêm nguyên trung có thể đánh huyết tổ bẹp dí, chấn nhiếp hung thần này không dám động đậy. Huyết tổ chưa phục hồi đến trạng thái cao nhất, thực lực còn kém xa, mới đến đẳng cấp đạo quân. Đối diện mảnh đất kỳ lạ này, huyết tổ không dám cản rỡ. Lại có từng đợt khí thế cường đại từ con đường khác trong tiên thành hùng vĩ truyền đến. Giang Nam, Trọng Quang thiên quân, huyết tổ liếc mắt qua. Trên đường cờ bay phấp phới, các hỗn độn cổ thần cường đại điều khiển hỗn độn cổ thành bay tới. Hỗn độn cổ thành khổng lồ, to vạn vạn dặm, cổ kính và đại khí.
Trong mỗi một cổ thành không có nhiều hỗn độn cổ thần, thế nhưng cũng hơn 10 vạn người, thân hình vạm vỡ như thần như ma. Linh nữ, đại diện cổ thần cũng có mặt, hai người đứng trên hai hỗn độn cổ thành. Đại quân hỗn độn cổ thần vừa đến, lại có một đại quân khác chạy tới. Khổ hạnh thiên tôn, hậu tôn đạo quân thi triển thiên địa pháp tướng. Các đại Phật, hòa thượng vòng quanh, tiếng tụng kinh vang vọng, tiên thiên khổ trúc dơ cao, treo vầng trăng khuyết, mấy chiếc lá khô vàng. Tiếp theo là Ngọc Kinh Thiên Quân dẫn Ngọc Kinh Thánh Giáo, Hồng Đạo Nhân dẫn 200 vạn đại quân Huyền Châu, Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử cũng đến. Giang Nam nhìn hướng Mông Tốn Thái Tử, thấy Thái Tử Tiên Triều này có nhiều liên lạc với Ngọc Kinh Thiên Quân. Mông Tốn Thái Tử đứng trong Ngọc Kinh Thánh Giáo, đi chung với Ngọc Kinh Thiên Quân. Giang Nam thầm khó hiểu. Mông Tốn Đạo Quân cũng là nhân vật kinh thiên động địa, là đạo chủ thời đại thần đạo tiên sứ, chuyển thế làm nhi tử của Càn Nguyên Tử Hãm. Tại sao Mông Tốn Đạo Quân lại đứng chung với Ngọc Kinh Thiên Quân như vậy? Mấy con mắt ma quái xanh mượt sau lưng huyết tổ bắn ra tia sáng hung ác, miệng bao phủ khuôn mặt, thè đầu lưỡi đỏ ra, liếm đầu chọc. Huyết tổ nổi sát khí, muốn nuốt hết cường giả. Lúc này lại có khí thế cường đại truyền đến. Trên con đường khác có đại quân chạy tới. Kế đô ma tổ dẫn 200 vạn đại quân Huyền Châu giơ cao Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát đạo đồ, sát khí bắn thẳng tầng mây, sâu thẳm như đại dương vậy. Ngoài ra, Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân cũng dẫn đại quân Yêu Môn đại giáo. Hai đạo quân tiền sử khác là Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn cũng là thiên quân trong đạo quân chuyển thế. Hai người này thuộc thời đại Thiên Đạo trong thời đại tiền sử. Mấy cường giả từ xa nhìn Nguyên Trung treo trên tòa thành lớn, chân thành tụ tập hàng đống cường giả thì tim rất kế bịch. Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân vội lấy tiên thiên yểm ma thương ra, sẵn sàng chiến đấu. Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn cũng tự khởi động nửa bên trận đồ ghép lại với nhau, bao phủ đại quân của mình.